Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Chào mừng quý vị đến với lại chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay cùng với Mỹ Linh và tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Kính chúc quý vị có một thứ hai đầu tuần thật là nhiều niềm vui cùng với lại gia đình và bạn bè người thân. Xin kính mời quý khán giả cùng gặp gỡ với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng đến từ San Jose để chúng ta bắt đầu vào chương trình của ngày hôm nay. Và xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, thân ái chào cô Mỹ Linh cùng tất cả quý khán thính giả đang theo dõi tin buổi tối của VNE. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày 18 tháng 4 năm 2022. Chúng tôi xin mượn nơi đây kính chúc tất cả quý vị cùng toàn thể gia đình của quý vị có được một sức khỏe, bình an và vui vẻ trong những ngày đầu tuần và cả một tuần lễ này. Xin trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng rất nhiều. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng không quên cảm ơn quý cơ sở thương mại đã bảo trợ đặc biệt cho chương trình này. Đó chính là do Amarval Resort and Casino ở San Manuel với 6.500 máy kéo, có luôn cả bài bàn. Hệ thống Hotel Resort đã khai trương để phục vụ cho quý vị, đặc biệt là có theater mới vô cùng đẹp, sang trọng tại Ya Amarval để cho quý vị có thể enjoy những chương trình ca nhạc tại đây. Kính mong quý khách giả nhớ ủng hộ cho Ya Amarval Resort and Casino ở San Manuel. Và tiếp đến nữa đó là nhà hàng chay Di Lạc với tất cả những món ăn chay vô cùng hấp dẫn, lại bổ dưỡng nữa. Kính mời quý khán giả nhớ ủng hộ địa chỉ của nhà hàng chay Di Lạc, đó là 2850 Quinby Road ở thành phố San Jose. Điện thoại là 408-238-8686, 408-238-8686. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay, mở đầu cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng thêm. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh cùng tất cả quý vị. Xin mời quý vị nghe bản tin đầu tiên. Tính đến ngày hôm nay thì gần 2 tháng trời, Nga và Ukraine đang ở trong một tình trạng chiến tranh. Và nền kinh tế của hai quốc gia này dường như đi đến chỗ suy sụp vô cùng. Thiệt hại kinh tế của Nga và Ukraine sau gần 2 tháng chiến sự, Ngân hàng Thế giới đã dự báo kinh tế Ukraine đã sụt giảm gần một nửa do chiến sự gây ra, trong khi các lệnh trừng phạt có thể đẩy Nga vào suy thoái một cách sâu rộng. Kinh tế Ukraine được dự báo đã giảm khoảng 45.1% trong năm nay. Mức độ suy giảm thực tế sẽ phụ thuộc vào tình hình chiến sự kéo dài bao lâu và khốc liệt đến mức nào. Ngân hàng Thế giới, tức là World Bank, nêu sự đánh giá tác động kinh tế của chiến sự Ukraine trong báo cáo mới hôm qua. Các chuyên gia World Bank đã nhận định tương lai của nền kinh tế Ukraine rất mơ hồ do cục diện chiến sự chưa ngã ngũ. Các cuộc đàm phán hòa bình chưa có đạt đến tiến triển và hai bên đang dùng lực lượng tới Donbass, miền đông của Ukraine, chuẩn bị cho một trận chiến mang tính quyết định. Anna Biede, phó chủ tịch World Bank, chuyên trách về khu vực châu Âu và Trung Á, cho rằng chiến quân sự của Nga tại Ukraine đã giáng một đòn nặng nề vào kinh tế của Ukraine và hệ thống hạ tầng nước này chịu thiệt hại vô cùng to lớn. Bộ trưởng Kinh tế Ukraine là Yuli Shevardnenko cuối tháng vừa rồi đã cho hay cuộc chiến đã khiến cho nước này thiệt hại 564,9 tỷ Mỹ kim, nếu tính cả thất thu về thương mại và kinh doanh. Theo bộ trưởng thì số tài khoản cũng như là tài sản công thuộc nhóm hạ tầng gồm đường xá, đường sắt, sân bay trị giá khoảng 119 tỷ Mỹ kim đã bị phá hủy trong xung đột, trong khi thiệt hại với tài sản tư nhân, trong đó có nhà cửa và vấn đề là dân chúng, trị giá trên 90 tỷ Mỹ kim. GDP của năm 2022, Ukraine mất khoảng 112 tỷ do chiến sự giảm hơn 55%. Ngân sách của Ukraine còn mất khoảng 48 tỷ Mỹ kim tiền thuế, gần một nửa đã thu cho kỳ năm 2022 trước khi chiến sự nổ ra. Khoảng 54 tỷ đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đã không thể đến được Ukraine từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự. Và đây là tình trạng của Ukraine. Tuy nhiên, nói về nước Nga thì thật sự chưa có một con số rõ rệt. Tuy nhiên, với hình thức của một nước Nga trước đây trù phú thì bây giờ cũng đi vào một cái lỗ hổng vô cùng lớn và khó có thể kiểm tra được là bao nhiêu. Tuy nhiên, có thể ước lượng là một khoản tiền
thất thu vô cùng lớn vì chiến dịch nhân mạng tài sản quân cụ của nước Nga đã đi đến sự tàn bạc. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Kính thưa quý vị, tiếp đến là bản tin liên quan đến Tổng thống Biden tin tưởng vào khả năng phục vụ của Thượng nghị sĩ Feinstein. Tổng thống Biden luôn tin tưởng vào khả năng phục vụ của bà Thượng nghị sĩ Diane Feinstein thuộc Đảng Dân Chủ của tiểu bang California sau khi có những lo ngại về lý do sức khỏe của bà. Ngày hôm nay trong cuộc họp báo, bà Jasaki đã nói lên cái lời mà Tổng thống Biden vẫn ủng hộ bà Feinstein. Đúng, bà là một người bạn lâu năm, là một nhân viên đáng tự hào và là người mà Tổng thống rất thích sự phục vụ của bà và đã làm việc cùng bà ngay từ rất lâu. Đó là theo lời của thư ký báo chí tòa bà đốc bà Jasaki đã nói với lại giới báo chí khi mà một tờ báo ở San Francisco, đó là tờ Chronicle, vào hồi tuần trước đã đăng một cái bài trích dẫn của 4 thượng nghị sĩ, trong khi 3 trong số đó là đảng viên của Đảng Dân Chủ, cũng như là có 3 nhân viên cũ của bà Diane Feinstein và một thành viên của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện từ California. Những người đã luôn nêu lên cái sự lo lắng của mình về trí nhớ của bà Feinstein. Khi mà họ vừa mới nói giới thiệu tên của mình, bà lại quên, mà trong khi bà lại làm việc với họ trong suốt 10 năm rồi. Đó, cho nên trong khi bà năm nay chỉ mới có 88 cái xuân xanh, thực sự là bà mới tái đắc cử năm 2018 và nhiệm kỳ của bà sẽ kéo dài cho đến năm 2024. Có nghĩa là 2 năm nữa thì bà vẫn còn tiếp tục được tại vì có nghĩa là lúc đó là bà 90 tuổi. Cho nên đây là phải nói là thượng nghị sĩ lớn tuổi nhất và phục vụ lâu năm nhất tại Thượng viện. Và bây giờ thì với cái số tuổi lớn như vậy, rõ ràng là không chỉ là Đảng Cộng Hòa là cảm thấy là lo lắng và cảm thấy là bà đã quá cao tuổi để phục vụ, trong khi bên trong nội bộ của Đảng Dân Chủ cũng lo lắng, lo ngại về cái trí nhớ của bà, về sự minh mẫn của bà cũng như khả năng phục vụ. Dĩ nhiên sức người có hạn, dù là chúng ta có tài năng như thế nào, có muốn cống hiến đến như thế nào, nhưng mà một khi thời gian nó không cho phép, tuổi tác không cho phép thì cũng là lực bất tòng tâm. Nhưng mà bây giờ đây, và Feinstein vẫn cương quyết nói rằng mình rất tốt, vẫn có thể phục vụ được, và chủ yếu là tiếng nói của 40 triệu người dân California vẫn còn tin tưởng bà thì bà vẫn có thể phục vụ. Còn cái vấn đề nhớ nhớ quên quên của bà là chỉ vì bà phải vượt qua cái chết của người chồng hồi tháng 2, cho nên là bà vẫn chưa có, giống như chưa có thể qua được cái nỗi đau đó, cho nên vẫn chưa có thể nào bình tâm được, cho nên là mới nhớ nhớ quên quên như vậy. Đó là cái lời biện minh. Và rồi Tổng thống Biden thì ông vẫn tiếp tục tin tưởng rằng bà Feinstein có thể phục vụ. Còn tờ báo ở tại San Francisco, tờ Chronicle thì nói hẳn luôn là bà nên rời bỏ chức vụ của mình. Và quay trở lại với tiến sĩ Hồng Dũng thêm. Thưa quý cô Mỹ Linh cùng tất cả quý vị, mình cứ chê trách một số các nước thiếu dân chủ, vẫn tham quyền cố vị. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ, chúng tôi thấy nó cũng là một sự bất công. Bởi vì đất nước của Hoa Kỳ, nhất là California, 40 triệu dân, mà không lẽ là không có một người nào minh mẫn để mà thay thế. Do đó, cá nhân của chúng tôi cũng ủng hộ là cái giai đoạn của mỗi một cái term, mỗi một cái nhiệm kỳ của các vị thượng nghị sĩ, maximum chừng khoảng 3 nhiệm kỳ hoặc là 4 nhiệm kỳ. Chứ còn ngầu hoài như vậy đó, không có để cho những người trẻ họ lên, họ thay thế, thì những cái hay ho, những cái mà nó có thể tốt đẹp lại không có được phát hiện. Trong khi những người già họ ngồi rất hoài, thì họ ngồi sống lâu lên lão làng, nhưng mà thật sự cái trí tuệ nó cũng không còn minh mẫn và công việc nó cũng không có được chạy suông. Đó là cái điều mà ý kiến cá nhân của chúng tôi. Kính thưa quý vị, bản tin thứ hai chúng tôi được đưa ra cùng quý vị là Indonesia đã gây một sự tranh cãi vì lý do là chọn một ca sĩ làm phát ngôn viên cho G20. Indonesia là nước chủ tịch của G20, chọn ca sĩ 27 tuổi không có kinh nghiệm ngoại giao làm phát ngôn viên diễn đàn và quyết định đã gây ra nhiều tranh cãi. Nữ ca sĩ kim diễn viên 27 tuổi tên là Faiza Modiya được chỉ định làm người phát ngôn viên cho nhiệm kỳ của chủ tịch G20 và trong nước gọi là G20 của Indonesia vào những ngày vừa qua. Ayada đảm nhận vai trò này trong bối cảnh Indonesia phải đương đầu với nhiệm vụ khó khăn là bảo đảm tính cân bằng của nhóm khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra. Các đại biểu của Nga đã được mời tham dự cuộc họp G20 ở tại Washington DC của Hoa Kỳ vào tuần này, bất chấp
hàng loạt quốc gia đã đe dọa tẩy chay sự kiện. Theo giới phê bình, việc bổ nhiệm nữ ca sĩ Ayada là một phần trong nỗ lực của chính quyền tổng thống Indonesia là ông Joko Widodo nhằm kết nối tốt hơn với nhóm dân số trẻ của đất nước vốn đang đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp rất là cao. Ông đã chỉ định hàng loạt những người nổi tiếng, nhà khởi nghiệp hay là con của các tài phiệt vào những vị trí chính trị. Hơn một nửa trong số 273 triệu dân Indonesia là người dưới 35 tuổi và tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm tuổi 16 đến 30 dao động ở mức là 14%. Việc bổ nhiệm mang tính biểu tượng này là một phần trong nỗ lực xoa dịu những lời chỉ trích trong giới trẻ các vấn đề quan trọng như việc làm hay là dịch vụ công. Nhà nghiên cứu chính trị cơ quan nghiên cứu đổi mới quốc gia Indonesia là Washito đã cho hay chính phủ đang có khuynh hướng nghiêng về tầng lớp thanh niên thành thị có đặc quyền, những người phù hợp với ý tưởng mà họ muốn quảng bá, trong khi đó bỏ qua phần lớn những người có thu nhập trung bình đến thấp và sống ở các vùng nông thôn hẻo lánh. Thanh niên Indonesia có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn gấp đôi tỷ lệ trung bình của quốc gia là 6,5%, bất chấp các chương trình đào tạo việc làm và học bổng của các nhà nước dành cho giáo dục đại học. Và đây cũng là một điều mà những nhà lãnh đạo đã tìm những người rất là trẻ. Tuy nhiên, người phát ngôn của G20 dù là ca sĩ, dù là trẻ, nhưng mà chúng ta cũng cần phải có những người có kinh nghiệm, chứ còn nếu mà không có kinh nghiệm làm phát ngôn viên, tức là tiếng nói chính thức, thì chắc chắn rằng nó cũng sẽ có những điều đáng tiếc xảy ra nếu mà chúng ta không chọn người cẩn thận. Kính thưa quý vị, tới đây chúng tôi vẫn hy vọng quý vị vẫn tiếp tục giữ băng tần 57.3, 16.10 và 26.9 cho chúng tôi một phút thông tin thương mại và sẽ trở lại ngay lập tức.